Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Chúa phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương và các thứ rau mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải thi hành những điều này và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết. Có một tiến sĩ luật trả lời người rằng: Thưa thầy, thầy nói như thế là thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa. Người đáp lại rằng: Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi, vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới. Trong cuộc sống, chúng ta thường nói, khoảng cách xa nhất là từ miệng tới tay, hoặc là từ tri đến hành. Đức Giêsu đã quở trách gay gắt những kẻ nói nhưng không làm, nhất là những kẻ nói một đàng làm một kiểu. Bài tin mừng hôm nay là một điển hình. Chúa Giêsu đã vạch trần bộ mặt của một số người Pha-ri-sêu và nhà thông thái luật về sự giả tạo của họ, những kẻ chỉ coi trọng hình thức bề ngoài mà xem nhẹ bên trong. Trên phương diện hình thức bên ngoài thì nhóm luật sĩ và các nhà thông luật xem ra rất đạo đức và lý tưởng cho nhiều người về cách giữ đạo của họ. Bởi lẽ, những người này là bậc thầy về mặt tôn giáo, vì họ rất quan tâm đến tôn giáo. Tuy nhiên, một số kẻ trong họ chỉ giữ luật theo hình thức bề ngoài mà thiếu đi cái hồn bên trong. Họ quên rằng cái vỏ che đậy đó chỉ có thể đánh lừa được con người, chứ với Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi tư tưởng, ý nghĩ của con người thì không thể. Chính Đức Giêsu đã phơi bày con người thật của những kẻ chỉ trang điểm bên ngoài cho đẹp, để cố che đậy bên trong đầy những cặn bã, rác rưởi và những điều xấu xa. Lời trách mắng của Đức Giêsu với thói đạo đức giả vẫn còn vang vọng tới từng người chúng ta, như lời Chúa trong thư của Thánh Gia-cô-bê: Đức tin không việc làm là đức tin chết. Xin cho mỗi chúng ta không chỉ tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa trên môi miệng, mà còn thể hiện niềm tin đó thấm nhuần qua tư tưởng và những việc làm cụ thể. Như thế mới có sự thống nhất giữa bên ngoài và bên trong, giữa lý thuyết và thực hành. Nói cách khác, như vậy hồn và xác mới hòa hợp nơi con người chúng ta.